Mai Huy là một vai cũng khá nặng ký. Huy quay 2 ngày mỗi ngày được 2 tiếng. Đóng chung một diễn viên mới nhú đó chính là Hoa hậu Tiểu Vy. 3, 2, 1, diễn. Cái gì vậy bà nội? Tôi giả không? Ê, mày chắc nó tới vậy? Chuyện đang tới, mình chưa kích động lắm. Tới trước nha, tới không tới mà trả tiền đủ rồi. Ê, ê, vô, 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 mắt, 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 mắt. Đi, mắt. Huyền có Y Hài kẻ ảnh, còn con tao có vai trò chủ mưu không phải đỉnh ảnh. Thấy nó bị Y Hài nó khóc theo rồi. Thôi, 3, 2, 1, diễn. Thật ra giờ nổi đồ má mà muốn bỏ cái thiên gì. Ê, chắc có tới không vậy? Tới trước nha, dù tới hay không á cũng phải trả tiền điện cho tôi đó. Ê, 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 ba má ra biểu cầm phải lên của tôi nha. Dúc trở đây lấy mì dúc má ba lên. Rồi. Anh bấm hết bài. Chào mọi người. Thank you. Yeah, hết dài quá trời quá đất. Tối cầu tháng cuối đã xong. Về chính diện đi. Tập 3 bắt đầu tập 3, tập 1, tập 3, tập 3. Và chuyện này cũng dễ đẹp, đàn cũng biết là để bắt mưu. Tôi chả bị được âm mưu đó, cuối tháng nào cũng có được thực hiện. Nhưng, chính cũng sẽ là chuyện này. Bây giờ chị bố, khi mà cái đó là nó đáng quen nhau. Thì bị bố này thôi, sắp chạy. Thôi, thôi, Cười vậy đó hả? Ok, đổi bên. Rồi, lật. Được chưa? Dạ. Rồi, ok. Rồi, rồi. Rồi. Thank you.
cần phải làm miếng bài đâu. Má nó. Đúng. À, uống mừng gì đó. Sao không muốn? Uống mừng gì? Chỉ buồn về sự ra đi của chủ tịch. Mọi sự chết nhà luôn. Má chết. Chết nói vậy là em thương cái thằng lùn lùn đó. Nói vậy là em thương cái thằng lùn đầu mẹ rồi. Nói vậy là em thương cái thằng lùn lùn. Đừng đóng vai cái ngoan được. Dạ anh Tùng là Khánh rồi. Đừng có đóng vai cái ngoan nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, con nói câu đến xúc tích dịch. Em không nghĩ ai cái gì đó anh Tùng mới tối đến về. Đúng nè. Đúng rồi. Đó, lúc này nè. Nó, lại có mấy cái nét đó. Đừng quên nó luôn, để tay lên nó luôn. Anh đừng quên. Ai mới là người của mình. Kéo mình ra, còn trong rác nhà. Rác hạt sẽ để đóng rác. Quên. Ai làm được? Ai mới làm được? Nếu anh đặt một lần khác. Đúng rồi, bạo lực luôn, hiểu không? Đúng rồi. Rồi, là cứ té cái này. Rồi, cứ té cái này. Nó lại sợ, đúng rồi. Khúc này á, là em nắm mạnh thiệt. Dạ. Và con tìm được cách buông mạnh thiệt. Hiểu không? Nếu tìm cách là tưởng bất khung. Nghĩa là tìm cách là chống lại. Rồi tới lúc mà nó nổi, phải dùng hết sức bình sinh của con. Cái đường bất hung này không phải là vì nó thích hung mà là nó là người control tất cả mọi thứ, chiếm đoạt á. Chiếm đoạt con này, con này chỉ có việc là một là nghe lời hai mình chết thôi, thì lúc này bùng lên rồi, không nghe nữa rồi. Anh bị hai đứa xin ném em, anh cứ bưng em tới đó rồi. Mấy bốn đạn, anh không ngờ anh ác như vậy. Làm anh buồn. Ai là người đưa em ra khỏi cái đống rác của gia đình này? Anh cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều từ em. Anh chỉ nhờ em diễn xuất. Là diễn xuất. Sao em diễn sâu quá vậy? Phát vai đi. À, làm ngủ với nó rồi. Chó đâu có gì hơn anh. Bớt mạnh. Má thì bình thường mà ấy là sợ. Trời ơi, nhìn vô, nằm vô tay đi chưa anh. Có anh vô tay không? Có. Trời ơi, tuyệt vời vậy. Ờ, được, bình thường. Đọc file giùm luôn ơi. Sô, sô đây. Sắm chút bờ vai anh. Không, no. Phát qua kia luôn đi. Qua đây. Rồi, rồi. Rồi em vẫn diễn cái yếu. Rồi. Diễn từ đây ra luôn á, hiểu không? Rồi phiên đi lẹ hơn xíu nha. Rồi. Vãn tuồng đi. Khốn nạn. Em không ngờ anh ác như vậy.
Em làm anh buồn đó bé. Đừng có làm anh buồn. Ai là người đưa em ra khỏi cái đống rác của gia đình em? Anh chỉ nhờ em có một chuyện thôi mà. Là diễn xuất. Sao em diễn sâu quá vậy? Thoát vai đi. Về lại với anh. Hay là em ngủ với nó rồi? Lần đầu tiên em bị tát luôn. Đời chưa bị tát bao giờ. Nè cưng, cưng có vài cái thôi. Ừ, chục cái. Nhưng mà mặt anh chắc bị tát nhiều rồi. Trời ơi, chị Vy rất là vinh dự khi là người đầu tiên tát anh Hiếu. Ủa thiệt hả? Nói thiệt mà, cuộc đời em chưa ai tát bao giờ hết chưa? Thì đó, cũng tập đi. Rồi đây cũng sẽ có thôi. Anh ơi, mình cũng còn trẻ lắm. Sao em sẽ bị tát không? Dạ, ý là không có ai tát đâu. Tại sao vậy? Tại vì phụ nữ đẹp như vậy mình sao mà tát được. Nói chung là phụ nữ là đã không thể là như vậy được rồi. Đúng không? Dạ. Cành hoa. Dạ, anh nói em xinh hả? Anh đâu có phủ nhận bao giờ đó. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của Tiểu Vy với đoàn phim này. Cảm ơn Tiểu Vy đã đến với đoàn phim. Đó. Ừ. Vỗ tay cái nào bà con. Cảm ơn chú Giang đã cho con Tiểu Vy cơ hội để được đồng hành cùng chú cũng như là đồng hành cùng với đoàn phim. Và thứ hai, một ca sĩ khá, một rapper khá là nổi tiếng hiện nay. Và trong cái phim này thì Tiểu Vy được quen rất là nhiều người luôn á mọi người, làm cô dâu hơi bị nhiều luôn. Là cũng cảm ơn chú Giang đã cho con có cơ hội để được ở đây. Ở đây với ai? Ở đây với tất cả mọi người. Trời ơi, thôi nói thẳng đi, ở đây với ai? Ở đây với tất cả mọi người. Em cứ lên đi, em cứ lên đi cho anh coi. Em đang lên này, em đang lên này. Đây nha. À, anh muốn cái hết phim chạy đâu anh? Đấy, chạy theo xe này, xe khác này. Rồi, okay. Rồi thích nha. Ok, máy chạy nha. Máy chạy. Máy chạy. 3, 2, 1. Đẩy Phương ơi. Đi. Mua. Xin chào tất cả mọi người, đây là Trường Giang và Nhã Phương hiện tại đang tham gia bộ phim của chúng tôi sắp tới. Chúng tôi đang có một phân cảnh quay cuối cùng của phim này. Nội dung là vậy đó, chưa biết sẽ như thế nào. Lên lề. Chúng ta hãy chờ xem tay chơi hip hop này sẽ diễn gì. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên chỗ khác để quay những phân đoạn khác nữa. Và mong mọi người sẽ ủng hộ cho bộ phim này được không ạ? Vỗ tay nồng nhiệt. Anh em vỗ tay nồng nhiệt. Đưa cho mày ra đây. Bây giờ tao hỏi tụi mày không nghe hả? Đâu? 1, 2, 3, đập ta. Trời ơi, cái cãi nhau đau quá. Ôi, mày đấm tin chết mà mày đòi đấm nhẹ, đấm nhẹ mà mày đòi, không đau. Chứ
làm sao mà không thiệt rồi ta tin được. Rồi còn mấy bây giờ nè, mình đừng có đâm, mình đừng có lụi cái kiểu đó, mà mình đưa lên mình cắt cái cổ vậy nè cho nó gọn được không? Cắt cổ là sao mà giả được. Trời ơi. Nhưng mà tức quê qua đây mà cầm máy qua đây. Chưa giờ chưa có giết người. Thôi biết người cầm con dao giết người thôi mà không có kinh nghiệm gì hết trơn, tội hả? Nghe nào ơi, cái gì? Sao? Có kinh nghiệm giết người vậy hả? Làm gì có. Nhưng mà ít ra mình cũng cắt con gà, mình cũng biết mình giết làm sao nó chết cho nó ngọt. Đây nè, nãy cầm cái kiểu này á, lụi vô bao giờ nó mới chết. Vô đây, cầm vậy nè, mình đâm vô như vậy nè, thì nó mới phúng mau nó chết đúng không? Ích kỷ anh em quá. Kỳ vọng như thế nào? Nhiều trong với tay phải á, trong lòng á. Rồi. Ai kia có thể dừng, phải dùng hai tay liền nhé. Gì? Đưa cái cao lên. Thang vào đây cho anh. Cái 600. Vợ con nó thấy cảnh này. Có nghĩa mình giữ khung cho nó tĩnh để mình thấy cái effect rõ mặt. Nếu mà bơi mà thấy ở đây thấy không? Thấy chứ. Rồi, vậy thôi cứ cái đưa vô. Đưa vô, giờ có hai chân. Anh mất buồn về ngoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cả. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nước của tôi đâu? 10 ly nước của tôi đâu? Thôi nữa, tao hỏi uống cái gì rồi, hồi ra khổ thổi rồi về thôi. Uống tới lưng quần được. Cái lưng thôi để tiền sau. Hợp lý á. Mọi người phải biết là quay phim nó rất là cực. Nhưng mà tại vì là từ khi bắt đầu đi làm nhiều tới giờ là chưa làm phim nào để cho fan coi trên kênh Trường Giả Official cả. Rồi. Cho nên là quyết tâm mà cho tôi nói chuyện với khán giả của tôi với. Cho nên là quyết tâm làm phim này cho các bạn khán giả xem. Và các bạn ơi, nếu có xem được phim này thì hãy nói cho giờ tôi biết là tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đâu có được mày ơi, thưa ơi, thưa muốn vậy là sai đất co rồi. Máu anh nhắc bánh cúp máu trên cái mặt ở ngoài. Máu trên đây nè, bánh cúp ơi, rồi máu đây. Cái qua tờ á. Thank you.
50 tách này. Ok rồi. Cô rap rồi đó.